có một cái biểu đồ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trên màn hình đây là cái biểu đồ từ năm 2016 cho đến bây giờ. Và trên màn hình các bạn thấy được đây là những cái đợt tăng trưởng và cùng với những đợt tăng trưởng đó đó chính là những cái đợt điều chỉnh các bạn trong cái xu hướng đi lên giống như là chúng ta nhìn thấy được là năm 2016 tới năm 2017, năm 2020 tới năm 2021 và từ năm 2023 tới hiện tại. Thì cái biểu đồ này nó chỉ muốn cho các bạn chú ý đến là những cái đợt điều chỉnh trên con đường tăng trưởng mà thôi trên cái bull market giống như là ngay bây giờ chứ không phải như những cái đợt điều chỉnh trong cái đợt đi xuống các bạn điều mà biểu đồ này muốn nói lên được đó là trên con đường đi lên khi các bạn zoom ra đó nhất là khi các bạn sử dụng biểu đồ bình thường như thế này thì các bạn không có dùng log scale các bạn dùng biểu đồ bình thường các bạn chỉnh qua biểu đồ của nến ngày đó thì bây giờ giá bitcoin đã cao rồi các bạn hơn 60.000 đô thì khi mà nhìn vào năm 2017 đó khúc này các bạn có thể tưởng tượng đây là một sự tăng trưởng liên tục Nhưng mà không phải đâu các bạn Khi mà chúng ta nhìn lại đó thì trên con đường tăng trưởng này Khi bạn zoom vào đó thì có vô số những cái đợt điều chỉnh Và đó là điều bình thường trong một cái mùa bull market các bạn Nhưng đợt điều chỉnh này đó hoàn toàn không có phải là sự kết thúc của một sự tăng trưởng Nhưng mà khi các bạn nhìn zoom ra như vậy đó các bạn sẽ không biết được để điều chỉnh sâu như thế nào nhưng mà dùng cái log scale đó các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn là cái đợt tăng trưởng của năm 2017 và 16 đó chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái đợt đó kèm theo rất nhiều những cái đợt điều chỉnh như thế này từ 30 tới 40 phần trăm các bạn không hề nhỏ và cái đợt tăng trưởng của năm 2020 tới năm 2021 đó thì cũng có tổng cộng là 5 cái đợt điều chỉnh các bạn và cái đợt điều chỉnh sâu nhất là 32 phần trăm và đợt điều chỉnh thấp nhất là 15%. Trong cái mùa tăng trưởng này đã từ năm ngoái tới bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đợt điều chỉnh chúng ta có tổng cộng là bốn đợt là khoảng chừng 20 tới 22%. Cái đợt ngay bây giờ là khoảng chừng 18% các bạn. Nhưng mà chúng ta đang tính là từ cái mức cao, cái đỉnh mới là 73.800 đô tới cái mức thấp đó. là chúng ta nhìn thấy gần đây là khoảng chừng 60.300 đô mà thôi chứ còn nếu chúng ta tính từ cái đỉnh cho đến mức hiện tại đó thì điều chỉnh nó thấp hơn rất là nhiều các bạn. Nhưng mà chúng ta tính như vậy đó thì điều chỉnh vẫn là 18%. Thì cái mà biểu đồ này muốn nói lên được đó là chúng ta có những đợt điều chỉnh trong một sự tăng trưởng. Đó là chuyện rất bình thường các bạn. Không có gì mà tăng thẳng hết và chúng ta cũng không muốn có một cái sự tăng trưởng mà không có điều chỉnh nào. Tại vì như vậy nó rất là nguy hiểm các bạn. Thường biết là chúng ta nói tới rất là nhiều trên channel này. Nhưng mà thường không phải chia sẻ cho vui đâu các bạn. Sự thật đó là nếu như các bạn nhìn một cái ví dụ đi. Cái ví dụ này nè các bạn. Đây là cái thời điểm tăng trưởng của năm 2019. Thì cuối năm 2018 đó mùa Đông năm đó giá Bitcoin đã giảm xuống từ 20.000 đô còn 3.800 đô các bạn. Lúc đó đó là mọi người đã cực kỳ à, chán nản luôn. Nhưng mà năm 2019 nó lại khởi sắc các bạn. Từ khoảng chừng là 3.800 đô mà Bitcoin đã tăng lên tới cái mức là gần như 14.000 đô từ 3.800 đô mà tăng lên tới cái mức là 14.000 đô thì các bạn có thể được cái sự tăng trưởng đó như thế nào và trong đợt tăng trưởng đó đó hoàn toàn không có một cái đợt điều chỉnh nào và đáng kể hết các bạn khiến cho chúng ta thấy được là càng tăng trưởng đó thì càng nhiều người hào hứng hơn họ tiếp tục ho đồ tiếp tục mua thêm càng sôi động càng nhiều người mới tham gia vào họ tiếp tục mua rồi ho đồ tại vì cứ như vậy giá cứ tăng 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 hoài các bạn nhưng mà đến một lúc nào đó đó khi mà tốc độ đã chậm lại chúng ta bắt đầu thấy có những ngày màu đỏ đầu tiên thì lại khiến cho rất là nhiều người đó họ bỡ ngỡ nhất là những người mà họ nghĩ là chỉ tăng mãi mà thôi không có được điều chỉnh tại vì họ trải qua rất nhiều tháng các bạn khoảng chừng là nửa năm trời không có điều chỉnh gì hết khiến cho một số bạn đó nghĩ là chúng ta sẽ không có còn những được điều chỉnh sâu như trước đây nữa nhưng mà đột ngột đó thì cái sự tăng trưởng này chậm lại khiến cho hàng loạt mọi người bán các bạn và chúng ta dẫn đến là giá đã giảm xuống từ mức là gần 14.000 đô xuống tới cái mức cuối năm 2019 chỉ có là 6.500 đô thôi các bạn và đó là cái hiện tượng thời điểm đó và lý do đó thì tôi nghĩ cũng đơn giản thôi tại vì nó tăng như thế này không có ngưng chút nào hết các bạn khiến cho không có một thời điểm nào mà người ta nghĩ đến việc là chốt lời không có cho cơ hội để cho nhiều người đó có thể rời khỏi thị trường này lúc đó cho nên khiến cho mọi người đều có lời đến một lúc nào đó, đó thì mọi người đều chốt lời cùng một lúc các bạn khi mà mọi người cảm thấy được là cái lực tăng không còn nữa và đó là điều chúng ta không mong muốn thì chúng ta thấy được là từ năm ngoái tới bây giờ đó thì cũng đã có một số được điều chỉnh nhưng mà nó không có sâu nhưng mà chúng ta có còn thấy điều chỉnh khoảng chừng là 30 tới 40 phần trăm trước đây nữa hay là không thì như bạn nói là có thể là không đâu các bạn chúng ta có thể nhìn thấy là năm 2016 17 đó vốn hóa lúc đó nó thấp hơn bây giờ rất là nhiều cho nên cái sự dao động nó cao hơn và năm 2020 tới 21 đó thì điều chỉnh nhiều hơn bây giờ nhưng mà thấp hơn cái chu kỳ năm 2017 thì bây giờ đó vốn hóa lại còn cao hơn nữa thì có thể là thị trường nó không còn những đợt điều chỉnh sâu như vậy cái đó đó thì chúng ta phải xem coi có tin tức gì lớn hay là không tại vì các bạn nên nhớ là chúng ta vẫn có những cái đợt điều chỉnh rất là sâu các bạn 50% nhưng mà nó không có trên biểu đồ này tại vì nó nằm ở trong cái thời kỳ của năm 2020 trước khi chúng ta có cái đợt bull run sau thì đây là cái khúc này này các bạn nhưng mà đó là liên quan tới dịch bệnh thì nếu chúng ta có tin tức xấu đó thì hoàn toàn có khả năng thấy giá điều chỉnh sâu hơn và một trong những cái yếu tố chúng ta nói đến đó, đó chính là liên quan tới dòng tiền của Bitcoin Smart ETF. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch Thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn